chào quý vị và các bạn, đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh miền Bắc. Tại những nơi không khí lạnh đi qua, nhiệt độ giảm mạnh tới cả chục độ. Cao Bằng lúc 10 giờ sáng nay là 14,9 độ và giảm khoảng 10 độ so với cùng giờ sáng ngày hôm qua. Tại Lạng Sơn là 13,4 độ. Với mức nhiệt này thì ngay sáng nay ở Lạng Sơn và Cao Bằng, trời đã xảy ra rét đậm. Tại Bắc Ninh là 20,1 độ và Hải Dương là 21,1 độ. Dự báo từ đêm nay, cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm rét hại trên diện rộng, với nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến là từ 11 đến 14 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ là từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Với thủ đô Hà Nội, lúc này gió lạnh đã ào ào thổi, trời chuyển nhiều mây, âm u và có mưa lác đác xuất hiện. Nhiệt độ cũng giảm dần. 10 giờ sáng mức nhiệt vẫn là 25 độ nhưng mà từ sau 12 giờ thì nhiệt sẽ giảm nhanh, chiều nay chỉ ở mức là 16 đến 17 độ. Càng về chiều tối và đêm nhiệt càng giảm sâu, trời rét với mức nhiệt thấp nhất về đêm chỉ từ 13 đến 14 độ. Đối với Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ trưa chiều trở đi, khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa là từ 10 đến 30mm và có nơi trên 50mm. Từ chiều tối nay sang đến ngày mai 17 tháng 12, mưa sẽ mở rộng xuống cả khu vực Trung Trung Bộ. Cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa là từ 20 cho tới 40mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, lượng mưa là từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Với thành phố Đà Nẵng, không khí lạnh chưa tác động đến nên trong ngày trời vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở mức là 29 đến 30 độ. Thời tiết vẫn thuận lợi cho các hoạt động của người dân ngày cuối tuần. Sang ngày mai, không khí lạnh sẽ gây mưa cho thành phố, nhiệt độ cũng giảm đi từ 2 cho tới 3 độ nữa. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay vẫn chủ đạo là nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trưa chiều là khoảng 35 độ. Trời nắng, nhiệt cao cộng thêm độ ẩm không khí giảm thấp dưới ngưỡng 50% gây cảm giác khô nóng. Đến tối và đêm nhiệt hạ về còn khoảng là 27 đến 28 độ. Tiếp theo là bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ một số thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại.